Sóng biển hiện nay là một nguyên liệu khá phổ biến ở cả Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, thường được sử dụng để tạo ra những món ăn ngon. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong các bữa ăn hàng ngày, sóng biển còn được biết đến như một loại thuốc có giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra, sóng biển còn có khả năng hỗ trợ quá trình giảm cân của phái đẹp. Trong video này, hãy cùng blog giải trí đi sâu hơn vào việc tìm hiểu những tác dụng của sóng biển và khám phá những món ngon được tạo nên từ nguyên liệu này nhé! Ăn sóng biển có tác dụng gì? Làm sạch máu. Thường xuyên bổ sung sóng biển vào chế độ ăn là một biện pháp đơn giản để làm sạch máu. Sóng biển chứa một hoạt chất quan trọng được gọi là phytoglemin, có khả năng điều tiết hoạt động lưu thông máu. Chất này còn giúp loại bỏ độc tố, mỡ thừa và các chất có hại khỏi cơ thể. Đặc biệt, nếu bạn gặp vấn đề về nổi mụn thường xuyên, việc thêm sóng biển vào chế độ ăn có thể giúp cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể và làm sạch máu. Nâng cao sức khỏe tim mạch. Sóng biển là một nguồn dưỡng chất quý báu đối với những người mắc bệnh tim mạch. Các nghiên cứu gần đây đã xác định rằng sóng biển có khả năng làm giảm nguy cơ cao huyết áp ở động vật. Nghiên cứu trên sợi sóng biển nâu tại Đại học Tokyo đã cho thấy rằng nó có tiềm năng làm giảm huyết áp và ngăn ngừa đột quỵ ở con người, đặc biệt là đối với những người có nguy cơ bệnh tim mạch cao. Một nghiên cứu khác kéo dài trong 25 năm ở Nhật Bản với nhóm người sống lâu nhất ở Okinawa đã cho thấy rằng họ có huyết áp ổn định và hàm lượng cholesterol thấp. Đáng chú ý là rong biển chiếm đến hơn 50% lượng rau trong chế độ ăn hàng ngày của họ. Tăng cường chức năng hoạt động của tuyến giáp trạng. Tuyến giáp trạng là cơ quan quan trọng chịu trách nhiệm sản xuất hormone sinh trưởng. Thói quen ăn rong biển có khả năng cải thiện đáng kể chức năng của tuyến giáp trạng. Hóa chất phytoglemin có trong rong biển không chỉ có tác dụng làm sạch máu mà còn đóng vai trò quan trọng trong tuyến giáp trạng. Sự bổ sung đầy đủ chất này sẽ làm giúp tăng cường khả năng hoạt động của tuyến giáp trạng trong việc sản xuất hormone tăng trưởng. Điều này rất có lợi lớn, đặc biệt là đối với trẻ em trong giai đoạn phát triển và phụ nữ mang thai. Phòng ngừa ung thư. Thực phẩm này cung cấp một lượng lớn lignan cho cơ thể. Lignan là một chất có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ sức khỏe của các mô, ngăn chặn biến đổi ADN của tế bào, ức chế sự phát triển của khối u ác tính, giảm tốc độ di căn ung thư. Hơn nữa, lignan cũng có tác dụng tương tự như thuốc hóa trị ung thư, ngăn chặn sự tổng hợp estrogen trong cơ thể, làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cho phụ nữ sau tuổi mãn kinh. Sóng biển hỗ trợ tiêu hóa. Sóng biển khô chứa từ 25% đến 75% chất xơ, một thành phần quan trọng đối với hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp tạo khối cho phân, làm mềm phân, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, từ đó ngăn chặn các vấn đề như đầy hơi, khó tiêu, táo bón và bệnh trĩ. Ngoài ra, polysaccharide sunfat có trong rong biển còn giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột, cân bằng hệ vi sinh vật và tăng cường hệ miễn dịch tiêu hóa. Một nghiên cứu của Đại học Newcastle đã chỉ ra rằng chất arginate được tìm thấy trong tảo biển nâu còn kích thích sản xuất chất nhầy bảo vệ niêm mạc ruột, giúp ngăn ngừa viêm ruột, viêm dạ dày và viêm đại tràng. Sóng biển ngăn ngừa biếu cổ. Bổ sung sóng biển là cách hiệu quả để cung cấp iốt tự nhiên cho cơ thể. Iốt là thành phần quan trọng để sản xuất hormone tuyến giáp và ngăn ngừa bệnh biếu cổ. Thống kê cho thấy, hầu như bệnh nhân biếu cổ đều liên quan tới thiếu iốt. Giảm áp lực cho thận. Với lượng muối thấp, sóng biển có khả năng giúp giảm lượng muối tiêu thụ, từ đó làm giảm áp lực lên thận. Duy trì chế độ ăn có sóng biển trong thời gian dài có thể cải thiện hoạt động thận, ổn định huyết áp và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Giảm cân nhờ ăn sóng biển. Đây là lợi ích mà rong biển mang lại mà người bị thừa cân phụ nữ sau khi sinh hoặc những người đang cố gắng giảm cân. Rong biển giàu vitamin A giúp kích thích sự đốt cháy calo và tạo nhiệt, từ đó ngăn chặn sự tích tụ tế bào mỡ thừa. Hơn nữa, rong biển cung cấp chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm sự thèm ăn và hạn chế việc nạp thức ăn. Điều này đóng góp đáng kể vào việc giảm cân nhanh chóng. Giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ trong thời kỳ mãn kinh.
Phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh thường được khuyên nên thường xuyên bổ sung rong biển và chế độ ăn để giảm triệu chứng căng thẳng, lo và mất ngủ. Rong biển sẽ làm giảm nồng độ estrogen. Sự tăng nhanh của loại hormone này trong thời kỳ mãn kinh chính là nguyên nhân gây ra hàng loạt các dấu hiệu khó chịu ở phụ nữ ở tuổi trung niên. Kháng viêm. Rong biển có thể được sử dụng như một liệu pháp tự nhiên chống viêm cho cơ thể. Các hợp chất carbohydrate có trong nó có khả năng giảm các triệu chứng viêm nhiễm trong cơ thể. Ngăn ngừa đau đầu, hen suyễn. Với lượng magie phong phú, rong biển có khả năng tác động đến hệ thần kinh, giúp thư giãn não và ngăn ngừa các triệu chứng đau đầu và đau nửa đầu. Ngoài ra, nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm các triệu chứng của bệnh hen suyễn. Phòng ngừa dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Nạp đủ acid folic trong thời gian mang thai có thể giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh cho em bé. Rong biển là nguồn giàu acid folic, do đó các mẹ nên thêm rong biển vào chế độ ăn để bảo vệ sức khỏe phát triển của thai nhi. Những món ngon từ rong biển. Cơm nóng rong biển. Nguyên liệu: 2 chén cơm, 3 miếng rong biển khô, 1 muỗng canh dầu ô liu, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng giấm, 1/2 muỗng cà phê đường trắng. Cách làm: cắt nhỏ 2 miếng rong biển khô, miếng còn lại cắt thành hình chữ nhật chiều ngang khoảng 2cm, rồi trộn đều với cơm, dầu ô liu, giấm, đường và muối. Đeo găng tay giấy, dùng tay nắm cơm chặt lại thành hình tam giác, quấn một lớp rong biển xung quanh và món cơm nắm rong biển đã hoàn thành. Gỏi rong biển. Nguyên liệu: 200g rong biển, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng cà phê đường trắng, ớt bột, 1/2 muỗng cà phê giấm, 2 muỗng canh mè trắng, 1 muỗng canh hành phi. Cách làm: rong biển rửa sạch, cắt thành sợi dài và luộc trong khoảng 5 phút. Làm nước trộn gỏi, kết hợp nước tương, dầu mè, đường, ớt bột, giấm và hành phi. Mè trắng rang qua để thơm. Cho rong biển vào bát, dưới đều hỗn hợp nước tương đã pha vào, trộn đều. Cho gỏi rong biển ra đĩa, rắc mè trắng lên là xong. Canh rong biển sườn non đậu phụ. Nguyên liệu: sườn non, rong biển, 2 miếng đậu phụ, rau mùi, cà rốt, nấm hương, gừng, hành lá. Cách làm: rửa sạch sườn non, chặt khúc vừa ăn, rong biển ngâm nước cho mềm rồi rửa sạch để ráo, đậu phụ thái vuông mỏng, gừng đập dập, hành lá thái xéo dày. Sườn non ninh khoảng 20 phút, sau đó thả gừng và cho dậy mùi, tiếp đó cho rong biển, đậu hũ non, nấm hương, cà rốt và đun thêm 1 phút, nêm gia vị cho vừa ăn. Múc canh ra bát, rắc tiêu, hành lá và rau mùi lên trên. Cơm chiên rong biển. Nguyên liệu: 1 bát cơm, 1 quả trứng, 1 cây xúc xích, 1 lá rong biển, 20g kim chi cắt nhỏ, muối hạt tiêu. Cách làm: cắt nhỏ rong biển và xúc xích rồi cho tất cả nguyên liệu vào bát, cho ít muối hạt tiêu cho vừa ăn rồi trộn đều, sau đó nằm cơm thật chắc và ấn dệt, chiên cơm trên chảo dầu nóng ở lửa to. Thịt cuộn rong biển. Nguyên liệu: 250g thịt heo, lá rong biển tươi, nước sốt, 15ml mirin, 10ml dầu mè, 15ml dầu hào, 5g muối, 10ml giấm, 5g hạt tiêu, dầu mè, mè trắng rang thơm. Cách làm: thịt heo cắt thành các miếng mỏng dài, ngâm lá rong biển với nước cho mềm, cuộn thịt bên trong rong biển, rán sơ thịt chín vừa. Pha nguyên liệu trong phần nước sốt rồi cho vào đun cùng thịt khoảng 3 phút, gắp thịt ra và rắc thêm chút mè lên trên. Chả tôm cuộn rong biển. Nguyên liệu: 2 lá rong biển, 100g thịt heo xay, 200g tôm không vỏ, 4 cái mộc nhĩ thái sợi, 1/2 củ cà rốt thái nhỏ, 1 muỗng canh bột bắp, 1 nhánh hành lá thái nhỏ, 2 quả trứng gà, gia vị, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê nước mắm, ít bột nêm. Cách làm: cho thịt vào ngăn đá 30 phút trước khi xay, thái nhỏ cà rốt, hành, mộc nhĩ, xay tôm 3 phút, sau đó cho thịt cùng các gia vị vào xay cùng cho đến khi dẻo và dai. Trộn đều thịt, tôm, mộc nhĩ, hành và bột bắp, chiên trứng vàng rồi đổ ra đĩa. Lấy lá rong biển đặt trên mặt trứng, sau đó cho thịt và tôm xay vào, rán đều và cuộn tròn lại, to hay nhỏ tùy thích. Hấp cuộn rong biển trong nước sôi khoảng 10-15 phút, chả chín vớt ra đĩa, chờ nguội rồi thái thành khoanh, ăn kèm với rau củ như dưa leo, cà chua. Khoai tây nghiền cuộn rong biển.
Nguyên liệu: một củ khoai tây to hoặc hai củ khoai tây vừa, 100g đậu Hà Lan, một củ cà rốt nhỏ, hai quả trứng gà, dầu ăn, muối và chút xíu tiêu, phô mai bảo vụn, tùy thích. Cách làm: khoai tây gọt vỏ rửa sạch, thái hạt lựu rồi cho vào sừng hấp chín, nghiền nhuyễn. Cà rốt thái hạt lựu, đậu Hà Lan tách lấy hạt, trứng luộc chín bóc vỏ và cắt làm đôi. Luộc chín đậu Hà Lan và cà rốt thái hạt lựu, vớt ra bát rồi trộn với khoai tây nghiền, lòng đỏ trứng, muối, chút tiêu và phô mai. Xong biển cắt thành dải dài có bề ngang chừng 3cm. Nắm khoai tây nghiền thành từng nắm nhỏ hình trụ vừa ăn. Cuộn rong biển quanh khoai tây cho đến khi hết dải rong biển, làm lần lượt cho đến khi hết khoai tây. Trên đây là những tác dụng của rong biển và một vài món ăn được nấu từ rong biển. Hy vọng rằng những gợi ý này sẽ giúp bạn có được những thực đơn phong phú hơn cho bữa ăn hàng ngày.